Nhã Quỳnh chào ông bà cô chú nha con. Chào ông bà cô chú. Nay nãy nhà bữa giờ bận quá cả nhà. Nay nấu nuôi cho Nhã Quỳnh ăn. Ăn xong uống thuốc nha con. Dạ. Nhã Quỳnh bị cảm hay gì cả nhà. Nên ăn xong uống thuốc. Giờ Tết rồi, nghỉ không có đi học. Nay ở nhà có hai mẹ con với anh Tony thôi. Bà nội đi công chuyện, ba đi công chuyện rồi. Đúng không? Dạ. Ăn xong uống thuốc một lát con nghỉ ngơi rồi con ngủ trưa đi, chiều dậy đánh cầu lông hả? Dạ. Cầu lông với anh Tony. Con cũng thích cái trò chơi đó. Giỏi. Ở trường con cũng đánh nữa. Ở trường con có tiết mục đó không? Dạ, có. Con thường thường con đánh với ai? Mấy người bạn đánh học chung lớp con á hả? Dạ. Giỏi. Cô và cô chính có chơi mỗi ngày không hay là một môn thể dục là ra chơi mẹ hả? Lấy cái ra đánh hoặc là ra chơi rủ bạn đánh cũng được, mình tập thể dục con hiểu không? Dạ. Mấy bạn có chơi với con không? Được, có. Vợt thì ở nhà con hồi xưa có, nhưng mà nội đem dùng hết rồi. Hay là con chưa, con phải bỏ vô bịch lỡ máng lên, con đừng có dùng tùm lum biết không? Dạ. Giờ nắng quá, để chiều chiều mát mát thì con với anh chơi nha. Dạ. Ok, quay ngắn. Con chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú.